Các bạn hãy nhấn like và share ở đây và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ kênh nhé. Việc Arsenal làm khách của Tottenham ở vòng 29 Premier League sẽ là cơ hội tốt cho MU trở lại top 4. Ở trận đấu sớm nhất vòng đấu này, Arsenal sẽ phải làm khách của Tottenham. Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với cuộc đua vào top 4 Premier League hiện tại. Arsenal đang đứng thứ tư nhưng chỉ có nhiều hơn MU 1 điểm, hơn Chelsea 3 điểm, trong đó Chelsea còn một trận chưa đá. Đáng chú ý hơn, Tottenham sau 2 trận thua liên tiếp trước Burnley và Chelsea cũng đã bị hạ bậc. Từ chỗ cạnh tranh trước vô địch, đội bóng của Pochettino đã tụt xuống cuộc đua top 4. Cho dù lúc này, Tottenham vẫn khá an toàn khi hơn MU 5 điểm, nhưng họ sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục thua Arsenal. Ngoài vấn đề về điểm số, trận đấu này còn ý nghĩa đặc biệt với Tottenham về danh dự. Đơn giản là vì Arsenal là kình địch không đội trời chung của họ ở London. Với nhiều người hâm mộ Tottenham, việc đưa trên Arsenal khi mùa giải kết thúc giúp họ hả hê không kém gì giành được một danh hiệu. Chưa kể thất bại 2-4 tại Emirates ở lượt đi là món nợ không thể không trả với Harry Kane và các đồng đội. Việc Tottenham quyết đấu với Arsenal sẽ mang đến cơ hội tốt cho MU vượt lên. Trong bất cứ kết quả nào, MU đều có thể hưởng lợi khi họ được tiếp đón Southampton ở vòng đấu này. Nếu Arsenal không thắng Tottenham, MU có thể giành lại vị trí thứ tư ngay lập tức. Nếu Arsenal thắng Tottenham, MU sẽ có thêm một đối thủ nữa để so kè. Mục tiêu của họ cũng được nâng từ top 4 lên top 3 như Ole Solskjaer từng nói. Trận thắng Crystal Palace vừa qua cho thấy sức mạnh chiều sâu của MU khá tốt, cho dù khó có thể so kè với các đại gia khác, nhưng đội hình dự bị của Quỷ Đỏ đủ sức thắng đối thủ yếu hơn như Southampton. Cho dù thi đấu khởi sắc dưới thời Ralf Hasenhüttl, nhưng Southampton vẫn còn rất nhiều vấn đề, đặc biệt là thiếu sự ổn định và phong độ khá tệ trên sân khách. Với bối cảnh hiện tại, có rất ít khả năng cho đội bóng này tạo ra bất ngờ tại Old Trafford. Ngoài MU, Chelsea cũng sẽ được hưởng lợi. Sau thất bại tan nát 0-6 trước Man City, Chelsea đang dần dần hồi phục theo đúng cách mà huấn luyện viên Sarri mong muốn. Có thể thấy The Blues đã hay hơn sau từng trận, đặc biệt khi họ không còn quá ám ảnh với việc kiểm soát bóng và tấn công áp đặt. Vòng này, Chelsea chỉ phải làm khách của Fulham, đội vừa sa thải huấn luyện Ranieri và có phong độ cực tệ. Ở các trận đấu khác, Liverpool và Man City đều phải làm khách. Trong khi Liverpool có trận derby ẩn chứa nhiều rủi ro với Everton, thì Man City cũng phải bầu với Bournemouth rất khó chịu trên sân nhà. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, rất khó để Liverpool hay Man City đánh rơi điểm số ở thời điểm này. Lịch thi đấu vòng 29 Premier League. Vào lúc 19:30 ngày 2 tháng 3, Tottenham gặp Arsenal. 22:00 cùng ngày, Bournemouth gặp Man City, Brighton gặp Huddersfield, Burnley gặp Crystal Palace, Man United gặp Southampton, Wolverhampton gặp Cardiff City. 0:30 ngày 3 tháng 3, West Ham gặp Newcastle. 19:00 cùng ngày, Watford gặp Leicester City. 21:05, Fulham gặp Chelsea. 23:15, Everton gặp Liverpool. Theo xác nhận từ huấn luyện viên Maurizio Sarri, thủ thành Kepa sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị ở Chelsea trong các trận đấu tới. Sau khi Kepa có hành động bật huấn luyện viên Maurizio Sarri ở trận Chelsea thua Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn, anh lập tức phải ngồi dự bị ở cuộc đối đầu với Tottenham vào ngày hôm qua, ngày 28 tháng 2. Với Willy Caballero trong khung gỗ, Chelsea đã giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham. Ngay sau trận, nhiều fan cũng thắc mắc liệu Kepa có trở lại khung gỗ Chelsea vào ngày 3 tháng 3 tới hay Caballero sẽ tiếp tục được sử dụng. Còn nhớ sau trận thắng Tottenham, huấn luyện viên Sarri khẳng định Kepa sẽ được tạo điều kiện để thi đấu trong thời gian tới, nhưng ông thầy người Italia cũng không nói là thời điểm nào. Nói một cách khác, Kepa bây giờ sẽ phải chiếm lại lòng tin của Sarri trước khi nghĩ đến chuyện quay trở lại đội hình chính. Một khả năng khác là Caballero thi đấu kém và Chelsea cần sự xuất hiện của Kepa. Chia sẻ về cách hành xử của Kepa, cựu thủ môn David Simon chia sẻ như sau: "Tôi nghĩ rằng Kepa không chỉ không tôn trọng huấn luyện viên mà còn với cả đồng đội Caballero. Cậu ta không nên đứng trong sân mà giơ ngón tay lên phản đối. Kepa nên ra ngoài để giải thích lý do vì sao. Bây giờ cậu ấy đã bị phạt, đã xin lỗi huấn luyện viên và người hâm mộ. Tôi cho rằng việc Kepa bị phạt tiền và không được ra sân sẽ tốt cho cậu ấy. Lúc này, Kepa sẽ phải cố gắng rất nhiều để giành lại vị trí chính thức." Về phần mình, Caballero cũng thông cảm với các hành xử của Kepa. "Tôi hy vọng cổ động viên có thể thay thứ cho Kepa. Tôi cảm thấy vui khi được ra sân bắt chính giúp Tottenham. Những người có mặt trên sân, kể cả dự bị đều có vai trò đối với trận đấu. Ai cũng sẽ mắc sai lầm, kể cả những cầu thủ hàng đầu. Tôi cũng đã nói với Kepa rằng hãy cố gắng lên. Đây là quyết định rất khó khăn nhưng cậu cần cố gắng lên. Thực tế cậu ấy cũng đã nói điều tương tự dành cho tôi. Tất cả chúng tôi đều phải cố gắng động viên lẫn nhau." Theo thống kê, 5 trận Caballero bắt chính thì Chelsea toàn thắng. Cả hai câu lạc bộ Man United và PSG đều phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA liên quan đến những sự cố trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Presnel Kimpembe và Kylian Mbappe là hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho PSG trước chủ nhà MU. Tuy nhiên, người hùng của trận đấu phải nhắc tới tiền vệ Angel Di Maria với hai đường kiến tạo thành bàn.
Ngôi sao người Argentina là cựu cầu thủ của MU và anh là nạn nhân hứng chịu những cơn mưa vật thể lạ tới từ các cổ động viên trên khán đài sân Old Trafford. Chính những hành động không đúng mực của các cổ động viên đã gây họa cho MU khi Ủy ban kỷ luật của UEFA mới đây đã ra án phạt đối với Quỷ Đỏ thành Manchester. Theo thông báo, MU sẽ nhận án phạt 16.000 euro vì để cổ động viên ném chai nọ cũng như chặn cầu thang. Với PSG, đội bóng nước Pháp nhận án phạt nặng hơn lên tới 41.000 euro vì các cổ động viên của họ có hành vi phá hoại sân Old Trafford. Đại diện của PSG sẽ có 30 ngày để liên hệ với MU nhằm phân loại thiệt hại ghế ngồi cũng như lưới cách ly giữa cổ động viên đôi bên. Cổ động viên Pháp chịu trách nhiệm liên hệ với Man United trong vòng 30 ngày để giải quyết thiệt hại do những hành động thái quá từ người hâm mộ của họ. Thông báo ngắn gọn của UEFA. Trước đó, PSG cũng bị phạt 25.000 euro do làm chậm trễ thời gian thi đấu cùng thái độ không đúng mực của các quan chức đội bóng ở lượt cuối vòng bảng với Red Star Belgrade. Chắc chắn Mourinho sẽ trở lại Real. Sau trận Real thua Barcelona với tỷ số 0-3 ở lượt về cúp nhà vua, cựu chủ tịch kênh Kênh Trắng ông Ramon Carrero một lần nữa khẳng định huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ trở lại Bernabeu vào mùa hè 2019. Navas có lời chia tay Real đau đớn. Theo Marca, trận thua Barcelona ở lượt về bán kết cúp nhà vua là trận cuối cùng của Navas cho Real Madrid và thủ môn Costa Rica đã có lời chia tay đau đớn với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Icardi bị loại, tiền đạo Argentina bị Inter Milan loại khỏi danh sách đăng ký cho trận đấu với Cagliari ở vòng 26 Serie A ngày 2 tháng 3. Icardi không thi đấu cho Inter từ khi bị tước băng thủ quân vòng 4 trận đấu gần nhất. Áo công phượng đắt như tôm tươi, câu lạc bộ Inter United cho biết trong ngày đầu tiên mở cửa bán áo đấu mùa giải 2019, đội bóng này đã bán hết 80% lượng áo đấu của công phượng. Đội bóng Hàn Quốc chỉ in 260 chiếc áo đấu của tiền đạo đội tuyển Việt Nam trong đợt đầu tiên này và họ đã bán hết 211 chiếc, chiếm 80%. Nacho và Valerio đá trung vệ trước Isaac. Theo AS, do Ramos bị treo giò trong khi Valerio dính chấn thương, nên huấn luyện viên Solari có thể sẽ bố trí cặp trung vệ Nacho và Valerio đá chính ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Ajax vào ngày 6 tháng 3. Robert Pires khuyên Arsenal mua Aaron Wan-Bissaka. Robert Pires cho rằng huấn luyện viên Unai Emery nên chiêu mộ hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace vào mùa hè 2019, đồng thời mua đứt Denis Suarez từ Barcelona. Đình Trọng chưa thể trở lại Việt Nam. Dự kiến Đình Trọng sẽ trở lại Việt Nam trong tháng 2 sau thời gian trị thương ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì quá trình hồi phục kéo dài nên ngôi sao đội tuyển Việt Nam chỉ có thể trở lại quê nhà trong tháng 3 này. Barcelona gặp Valencia chung kết cúp nhà vua, đánh bại Betis ở trận bán kết lượt về với tỷ số 1-0. Valencia đã giành vé chung kết cúp nhà vua sau khi vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 3-2. Trước đó là hòa 2 đều ở lượt đi. Lecce sẽ chạm trán Barca trong trận chung kết vào ngày 25 tháng 5. Real Madrid đã sa thải huấn luyện viên đội U19 Juvenil B, ông Alvaro Bettino, đồng thời đôn huyền thoại Raul lên thay thế. Ông Alvaro Bettino bị đuổi việc vì có những bình luận khiến lãnh đạo Real Madrid bất bình. Ở trận kênh Kênh Trắng thua Barcelona với tỷ số 0-3, ở trận lượt về bán kết cúp nhà vua. Cụ thể, tham gia bình luận trên truyền hình và truyền thanh trận El Clasico tại Bernabeu vào ngày 28 tháng 2, vị huấn luyện viên của đội trẻ Real Madrid đã chỉ trích 3 cầu thủ là Vinicius, Casemiro và Cruz. Vì những bình luận nhắm vào các cầu thủ đội nhà ở trận thua Barcelona, Alvaro Bettino đã phải trả giá đắt. Ngay sau khi sa thải Alvaro Bettino, Real Madrid đã đôn huyền thoại Raul González lên thay thế. Trước khi được chọn làm huấn luyện viên đội U19 Real Madrid, Raul González dẫn dắt đội trẻ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là KDTB. Raul González sẽ ra mắt đội U19 ở trận đấu với Leganés B vào cuối tuần này. Hiện tại, Juvenil B đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Liga Nacional với một điểm kém. Câu lạc bộ đầu bảng là đội trẻ Atlético Madrid nhưng đá ít hơn đối thủ một trận. Sự xuất hiện của Juventus đã khiến Chelsea gặp khó khăn trong cuộc chiến giành huấn luyện viên Zidane. Chelsea vừa có chiến thắng rất quan trọng trước Tottenham ở Premier League. Tuy nhiên, 3 điểm vừa giành được ở Derby chưa đảm bảo tương lai cho huấn luyện viên Sarri. Theo thông tin được nhiều tờ báo Anh đăng tải, nhà cầm quân người Italia sẽ mất việc nếu không thể giúp The Blues giành suất dự Champions League mùa tới. Vì vậy, ngay ở thời điểm này, ban lãnh đạo Chelsea đã liên hệ với Zidane và lên kế hoạch bổ nhiệm nhà cầm quân này vào cuối mùa giải. Nhưng hiện tại, đội bóng Tây London đang gặp những khó khăn nhất định trong cuộc chiến giành Zidane. Lý do là Juventus đã sẵn sàng thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực ở chiếc ghế nóng và di giao trở thành ưu tiên số 1. Allegri rất thành công ở Juventus khi giúp lão bà giành cúp danh hiệu quốc nội ở cả 4 mùa giải nắm quyền ở Serie A và Coppa Italia. Nhưng ở mùa giải thứ năm này, nhà cầm quân người Italia lại gây thất vọng khi Juve sớm bị loại ở Coppa Italia. Ở Champions League, nhà đương kim vô địch Serie A cũng đang đứng trước nguy cơ dừng bước ở vòng 1/8 sau trận thua Atlético Madrid 0-2. Không nói, ai cũng biết mục tiêu lớn nhất của Juventus ở mùa giải này là chiếc cúp bạc Champions League. Cũng vì mục tiêu này mà nhà đương kim vô địch Serie A đã chi động để sở hữu Cristiano Ronaldo. Do đó, nếu bị loại sớm, huấn luyện viên Allegri sẽ đối mặt với nguy cơ mất việc. Theo La Gesta,
ban lãnh đạo Juventus kỳ vọng Allegri lớn hơn những gì đang thể hiện. Vì vậy, ngay ở thời điểm này, đội bóng thành Turin đã tính đến chuyện thay Allegri bằng Zidane, người đã giúp Real Madrid 3 năm liên tiếp đăng quang Champions League. Trong quá khứ, Zidane là huyền thoại của Juventus, ông đã từng có 5 lần rất thành công ở Turin, từ năm 1996 đến 2001, nên rất được lòng ban lãnh đạo và cổ động viên Juventus. Một số tờ báo Italia thậm chí còn khẳng định Zidane muốn trở lại Juventus làm việc hơn là sang Anh dẫn dắt Chelsea. Với nhiều vấn đề mà Mourinho, Conte và Sarri đang gặp phải ở sân Stamford, Zidane càng có lý do để lưỡng lự. Nhà cầm quân người Pháp ấn tượng hơn với tham vọng của Juventus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn bằng cách comment bên dưới. Và nếu thấy thông tin này bổ ích, hãy nhấn like, share và nhớ nhấn subscribe đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.